Chiều ngày 13 tháng 9, theo ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hiệu bánh mì Phượng ở thành phố Hội An, Quảng Nam là 91 người. Hiện đã có 32 ca xuất viện, một bệnh nhân được chuyển qua bệnh viện phụ sản Di Đà Nẵng, bốn bệnh nhân người nước ngoài nằm hồi sức không thở máy tại bệnh viện Việt Đức. Các cơ quan chức năng đang xét nghiệm các mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Thông tin thêm, tiệm bánh mì Phượng đã bán hơn 1.900 ổ bánh mì trong ngày 11 tháng 9 và bán 1.700 ổ bánh mì vào ngày 12 tháng 9. Kết quả kiểm tra cho thấy, khu vực sơ chế của cơ sở này chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy, các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh. Quán công lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong một ngày. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin nhiều trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng trong ngày 11 tháng 9. Ngày 12 tháng 9, lực lượng y tế đến tiệm bánh mì phượng để lấy mẫu. Trong thời gian chờ kết quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mì phượng tạm dừng hoạt động.